game Nice Together đây, có khá là nhiều bạn kêu mình quay tự game này, thì ok mình sẽ quay lại chơi. Giờ còn đây thì mình không có chơi tự game này, tại vì mình chăm cài Jurassic Monster World cho nên là mình không có cài tự game này. Mình đang ở trong nhà em Hiếu nè, nhà em Hiếu cũng khá là đẹp đấy. Có cái lò sưởi này, Giáng sinh khá đẹp. Có cái này là gì? Wow, không khói. Là một cái ăn thử. Cho anh quay cái đi. Ok, quay cái đùi gà. Đây, cha cái đùi gà to thế nhớ. Có quảng, từ từ đem ra tự. Chà, hồi xưa mình thấy người ta cầm cái đùi gà này mà mình đâu biết đâu. Ủa cái đùi gà là nằm đâu ta? Ở trong túi này. Phần nào ta? Phần thức ăn đây. Ui, hai cái luôn. Xịn, đùi gà to bái. Bây giờ là 7 giờ sáng rồi. Để mình ngủ Hiếu đi chơi trò chơi. Ok, đây là già đi. Tên của mình thì mọi người chắc cũng biết rồi ha. Mình cũng đa số mọi người biết cũng tên của mình hết rồi. Biết tên thì sạch tên thế nào cũng ra cái bản mặt của mình. Mình lười che luôn. Đây, tên của mình đây. Đó, mọi người vào kết bạn với mình nha. Các bạn nhớ cho một team nhé, cho một team nhé. ăn xin team channel. Ok, bây giờ đây rồi. Không biết lâu rồi mình còn giữ được phong độ không. Ngày xưa chơi 10 trận thì hết 8 trận top 1. Ok. Wow, cái này mình chưa qua bao giờ hết trơn á. Mình chưa qua này, mình không biết chơi này. Mình chưa tập luyện, mới có thời gian tập luyện qua được dòng này. Toàn là u em mà. Này, cái này mình không biết chơi. Đó. Từ từ đi. Chén gì? Lo, ai lo vậy? Lo vậy chứ em. Thời gian còn nhiều, mình cứ ngồi đây ăn miếng bánh uống miếng nước thôi, nhảy hiên điệu. Mình cũng muốn quay trở lại chơi King of Rap nữa, nhưng mà thực sự là cái nick Steam của mình nó bị mất rồi, cho nên là mình bị mất ad luôn King of Rap luôn. Trên điện thoại thì mình vẫn còn cái nick đó, nhưng mà trên PC của mình thì mình không kết nối lại được, tại vì mình lỡ kết nối với cái ad Steam kia rồi. Thấy mới đau, nhưng mà nó không cho kết nối với ad Steam này, đau thật chứ. Đau như đau ruột thừa rồi. Mất gạt không phải mất, nhưng mà coi em hiểu trời. Ơi, cái này nó dễ tuột quá. Hiếu đâu rồi? Hy vọng là Hiếu sẽ qua. Hiếu đâu rồi? Ok, Hiếu trời. Hiếu đâu ta? Đây, Hiếu đây. Cố lên Hiếu ơi. Cố lên em, hay quá tuyệt vời. Ai chà, Hiếu hạng 2 luôn kìa. Mình thua mẹ đó. Phải ao ra luôn. Quá buồn. Gà quá vậy. Thử lại à. Cái này có chơi chung với nhau thì vô Discord nói chuyện chơi với vui mà. Thường thì mình chơi với bạn bè mình vào Discord mình chơi nói chuyện với nhau. Chơi game này thì nó không có tính năng voice chat, cho nên là mình sử dụng Discord mình chơi chung với nhau cũng khá là vui. Mình còn lập một cái Discord riêng để chơi trò này nữa mà. Ok, cái này là mắt tủ của mình nè. Thôi bàn cãi nữa. Tủ à, sao mà thua được. Mắt tủ thì phải thể hiện chứ. Ai lại đi
Thì qua vậy lại hơi khỏe. Gáy cho to hỏi gớt cười. Sao mà lát như ta? Blue, mình chơi trên Blue Stack này cảm giác lát quá. Bong. À, cái này thì không nhảy qua được rồi. Cái này thì không nhảy qua được. Cái này nó to quá. Đây. Còn 22 giây nữa qua. Cái này mọi người biết chơi giống trò gì không? Trò Fall Guy. Shit. 4, 3, 2, 1. Cất. Đỉnh cao chưa? Chúa thể canh tham. Sao mình ăn bận như thằng dở hơi này, đang là mùa đông mà. Mình nghỉ chơi từ mùa hè bây giờ tới mùa đông luôn rồi. Mình vẫn bận chinh phục mùa hè. Này, cái này có nguy cơ toàn đó. Lấy cái tầm người vậy ta. Quá. Không được nha, không được nha, không giỡn nha. Vì nè lòng tiếng cho gây cấn. Lên tuyệt vời. Toàn là mắt tủ trong này mới qua thôi. Tập 2. Tập tí thì tập 1 cũng được đi. Ok. Lâu rồi không chơi cho nên là có phải tạt tí vô chơi nhà mà. Chứ từ tối ngủ em thiếu vô chơi nhà mà. Mà không được. Còn hãy chửi. Thua chửi người ta vậy. À mắt tủ đây ơi. Không biết con tủ không? Lâu rồi không chơi. Mà nhà ma phải bấm 1, 2, 3 cùng lúc cơ. Kiểu như ngày xưa tụi mình chơi nhà ma với nhau á, tụi mình vô Discord á, điểm 1, 2, 3 là bắt đầu cùng nhau. Giống như là World Clan bên Jurassic World vậy. Cũng là điểm 1, 2, 3 xong rồi. Vích. Ui giời ơi lời. Ôi trời ơi. Sao kỳ vậy? Mình sẽ một phán này. Không sao nha. Rồi. Đã bị lỗi. Sao phèn dữ gì vậy? Ngày xưa không có vụ đó đâu nha. Không có vụ mà gớt cái map này luôn á. Không có gấp. Phải gấp còn cơ hội. Ở trước mới có 2 người thôi. Thoải mái. Lâu ngày không chơi phèn quá mọi người ạ. Cái này phải đợi thôi mọi người, cái này phải đợi. Đợi cho nó sập xuống rồi, ok. 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 Phải là mình đó. Ơ! Thôi xong rồi. Hay quá, không kịp cũng gớt. Kì vậy? Phèn đó nha. Hồi hộp quá mọi người, hồi hộp đây lại gung tay. Kìa. Sao nó bay đâu hả? Chả hiểu luôn. Ok. Rồi sao xong, mình xong rồi đó. Mình toàn rồi đó. Trời ơi, đáng hiểu. Hiểu đi, tại sao có xe gà như thế? Lâu ngày không chơi nó bị mai bọt đi. Đáng lẽ là thấy vào đó rồi, nó cuối nhảy lên nó bị khựng khựng làm sao ấy. Đánh giá gì? Chơi thua bắt ta đánh giá. Thoát ra coi em hiểu xong chưa? Vì review một sao mài cho ta thua bắt ta đánh giá.
quá. Thiếu ớt luôn à? Thôi mình chơi mình đi. 3 giờ chiều căn dặn nó sẽ tối đi chơi nhà ma. Ai cũng có cặp sừng từng lọc hết cho người ta lấy đầu ngày. Tên tên tuyệt vời chưa à, quên bật nhạc lên chơi game á. Đụng con đó tỷ thì rớt xong cảnh đường cho tôi các bạn ơi. Vậy nữa xong qua này cái xong rồi đó, qua cái nữa cho an toàn. Có được rớt kìa à. Có 7 người mà chơi trò nấy chặt lắm, dễ toàn chỗ này lắm đây, 7 người. Đứng xa 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 cách nhau ra cho an toàn. Mình không phải là bom, mình không phải là bom. Mày quá. Ui, đừng có target người ta chỉ thế với anh bạn. Ui. Bơm đâu vậy? Chơi này hồi hộp quá ta. Rồi mình lại làm bơm rồi, toán rồi. Mày quá mình truyền được rồi. Uầy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ok. Một lần nữa xong. Nữa sao là mình lại còn 8 giây bắt mình làm bom nữa, mình làm bom gì tới 2 lần vậy? Fuck. Fuck man. What fuck man? Đùa. Tại sao xui dữ vậy? Tại sao lại như vậy? Còn có 8 giây sao mà truyền kịp? Đúng đời. Thật ra cho nhà mẹ đời. Đời là thế thôi mà. Sao sao. Cuộc kiểu này tập bài kiểu khác. Thua quá thôi nghỉ chơi. Thua quá thôi nghỉ chơi nhà mẹ mấy giờ ta? 6 giờ rồi, 7 giờ chưa chơi được nhà mẹ. Bây giờ chắc tầm phút nữa là xong. Bây giờ tầm phút, 1 phút là 1 tiếng trong game phải. Đúng không ta? Đúng rồi, quay, cầm. À, chưa giới thiệu cho mọi người, đây là bản cập nhật Giáng sinh đó. Đây là chơi khá là vui được mọi người, đây là chơi trò tuyết nè. Không biết trò chúng nhân vật người ta có hiệu ứng tuyết không? Trò thì đéo là chúng không có biểu tượng target thì sao trò chúng ta? Có lóc đồ vô để trò chúng chứ cái tệ thì trò không chúng được đâu. Rồi chắc trò vui. Mày! Trời đi đâu ngước mặt lại trời đi đâu. À, có cái cầu xoay ấy thì nhìn cũng đẹp quá chứ. Cái kinh khí cầu đâu rồi ta? Cái kinh khí cầu chắc quê. Cái khí cầu người tuyết rồi mọi người. Đó quá. Đi chơi không? Rồi, chuẩn bị vô chơi nhà ma. Không ai on chứ vậy. Quá buồn nè. Bạn bè của mình ớt hết rồi. Không ai on hết.
Đúng rồi, chị em cũng kêu anh vô bằng con khủng long cho nó ấm, khủng long thời cổ đại mà đi vô cái mép này chuẩn bài luôn. Tắt cái cánh đi, tắt luôn cái này đi. Ok, khủng long cho mấy cái này dần dần là đó. Đây nó số vàng. Chơi Jurassic người cũng Monster World cũng cũng khủng long mà vô đây cũng khủng long. Mình fan khủng long mà. Hy vọng là mình sẽ làm zombie, mình thích làm zombie hơn, chơi mình thích làm zombie hơn. Nhưng mà làm con zombie chúa nha, chứ không phải là con zombie bị người ta quạo đâu. Ẩn thân chí thực. Ủa sao không đếm tham gì chơi vậy? Rồi khi nào mới bắt đầu? What? Oh, what? 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 Ở đây, đếm rồi nè. Mà sao cái mạng nó bị màu đỏ vậy, màu vàng vậy ta? Mạng của mình ổn định lắm mà. 4, 3, 2, 1, biến. Thục shop rồi. Ủa, có nó bị bắt không mọi người? Mình thì mình thích đi chiêu zombie hơn, kiểu như bắt nó rượt mình á. Nó chết ở trên thì mọi người, mình đi vòng qua đây, mình đi vòng qua đây. Nếu mà nó chết xong thì nó sẽ đi vòng qua chỗ mình đó. Oh my god. Mình tưởng nó chết xong ở trên này thì nó sẽ đi xuống hướng này đúng không? Không, nó quay trở lại. Không, mình lấy nó không được. Cũng may là mình có khả năng lạng lách đánh võng. Qua chỗ này, mình chuẩn bị nút biến hình sẵn. Nó qua là mình. Ủa, con zombie đâu rồi? Nó lỗi, không nhìn thấy zombie đâu, sao chơi? Chán thật cho nó bị lát, nó không thể có zombie lấy đường để mà chạy. Zombie nó độn thổ luôn thì biết nó ở đâu mà trốn. Trời ơi, tiện thì ở trên này đông lắm rồi, bị lỗi gì nữa rồi. Zombie đu cục điện luôn rồi, game này giờ nhiều lỗi vậy. Kìa, đứng màn gõ luôn rồi. Tệ quá, không có cập nhật như thế này là tệ quá vậy. Sau một khoảng thời gian không chơi thì càng ngày càng tệ vậy fan. Kìa, đỏ lồm luôn rồi, không di chuyển được luôn. Tệ quá, kịp cập nhật như thế này là tệ quá. Không có đâu chứ vậy, hết. Kìa, nó cứ bị đi chậm rồi sao chơi. Sao đi khắp năm châu bốn bể không tìm được. Trời ơi, bị mạng đỏ này chơi đéo vậy. Mấy mẹ đi cho rồi. Đúng đâu à? À, góc này. Nãy chưa đi tới góc đó, đúng rồi. Đúng rồi, đó là tuyệt vời. Thử lại xem. Một quán nữa thôi, một quán chỉ giúp. Nó vẫn bị mạng vàng mạng đỏ, khó chịu lắm. Kìa,
lộc. Hiểu, game này tệ quá, cập nhật càng ngày càng tệ này, game nào cũng cập nhật xong rồi tệ quá vậy ta. Zombie đừng độc thổ nữa, mình đưa mình tránh như một múa múa nè, múa nè, múa nè, hãy ra, hãy ra, không ổn mà lên, sụp lên. Nhưng mà đang chắc ở dưới mà ở dưới đâu có ai đâu, mình ở trên này chắc nó thấy cái biểu tượng. Ôi, có đưa lên. Mình chấm hỏi gì kìa. Mà học phát nha. Nhiều zombie quá, mình chân mình không thọ pha này mọi người ạ. Nhiều quá đi. Ôi trời. Đẳng cấp, đẳng cấp, đẳng cấp trên à, vậy ê, dĩ anh sao mà dĩ được. Ông quèn sinh tồn. bị đuổi từ ở trên đây chạy xuống, chạy một vòng trái đất luôn, vẫn sống. Ok, mình xin tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy làm subscribe ủng hộ mình cũng như các bạn muốn chơi với mình thì cứ kết bạn với mình. Ok, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha. Bye bye.